Những cuộc so tài giữa các kỳ phùng địch thủ thường không thiếu những bàn thắng và cũng chẳng thiếu những tranh cãi. Đội tuyển Hà Lan thua trận và chắc chắn họ rời sân với không ít những ấm ức từ quyết định của trọng tài. Và đó cũng là chia sẻ của người hâm mộ Hà Lan khi theo dõi trực tiếp trận đấu này. Hàng trăm người hâm mộ Hà Lan đã cùng nhau tập trung tại quảng trường Havermark để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman. Thế nhưng tất cả đã phải ra về trong thất vọng khi câu lạc bộ màu da cam đã bị loại bởi bàn thắng của Ollie Watkins ở phút thứ 90. Tôi nghĩ trọng tài đã lấy đi của chúng tôi cơ hội vào chung kết. Đội tuyển Hà Lan đã chơi hay hơn đối thủ, nhưng chúng tôi đã không gặp may. Rất nhiều những phản ứng và chỉ trích của người hâm mộ Hà Lan về quyết định thổi phạt đền của trọng tài Felix Joyer sau khi tham khảo VAR. Nhưng kết quả thì đã được xác định. Với đội trưởng Virgil van Dijk, anh chia sẻ: quyết định đã được đưa ra. Tôi không muốn lấy điều này ra để đổ lỗi cho việc chúng tôi đã thua. Những quyết định của trọng tài gây ảnh hưởng nhiều tới trận đấu, tới tâm lý của cầu thủ. Tôi nghĩ các trọng tài cũng phải nhận một phần trách nhiệm cho những quyết định của mình. Trái với bầu không khí ảm đạm của đội tuyển Hà Lan, thành phố London đã trải qua một đêm không ngủ với bầu không khí cuồng nhiệt được cổ động viên Anh tạo ra. Trận chung kết Euro 2024 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh sẽ là trận đấu của rất nhiều những ngôi sao thi đấu nổi bật tại kỳ Euro năm nay. Lamine Yamal và các đồng đội đang có được một kỳ Euro đáng nhớ. Họ cũng đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận chung kết tại sân Olympic để hoàn tất một mùa hè trọn vẹn. Đội tuyển Tây Ban Nha đã có buổi tập nhẹ sau chiến thắng trước đội tuyển Pháp ở bán kết. Lamine Yamal đang là nguồn cảm hứng của đội tuyển Tây Ban Nha sau bàn thắng đầu tiên và vô cùng đẹp mắt tại Euro năm nay. Về tình hình lực lượng, Morata đang bị chấn thương nhẹ sau tình huống bị nhân viên bảo vệ va chạm ở trận bán kết và khả năng ra sân của trung phong này còn đang bỏ ngỏ. Tây Ban Nha đang là đội bóng tạo được ấn tượng nhất tại Euro năm nay với 6 chiến thắng liên tiếp cùng lối chơi đẹp mắt, và điều này mang đến một trận chung kết rất nhiều chờ đợi trước đội tuyển Anh đang rất hưng phấn sau chiến thắng trước Hà Lan rạng sáng nay. Đối đầu với một đối thủ chất lượng như đội tuyển Anh mang đến cho tôi sự phấn khích. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đang có phong độ tốt, nhưng đội tuyển Anh có nhiều ngôi sao và đã quen với những trận đấu có áp lực lớn như thế này. Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3. Vâng, một trận bán kết diễn ra với kịch bản rất khó đoán. Đội tuyển Anh giành quyền vào chung kết Euro và bắt đầu nhận được những lời ngợi khen từ người hâm mộ và báo chí Anh. Không những vậy, việc giành chiến thắng trước đội tuyển Hà Lan đã mang tới cho đội tuyển Anh những thống kê ấn tượng. Việc loại đội tuyển Hà Lan hạng 7 FIFA khỏi Euro 2024 là cột mốc đáng nhớ đầu tiên của đội tuyển Anh khi lần gần nhất họ loại một đội bóng nằm trong top 10 FIFA là tại kỳ Euro 1996 được tổ chức trên sân nhà. Khi đó, đội tuyển Anh đã loại Tây Ban Nha ở tứ kết, đội hạng 6 thế giới khi đó. Chiến thắng trước Hà Lan tại bán kết cũng giúp đội tuyển Anh vào chung kết 2 trong số 4 giải đấu lớn gần nhất đội bóng này góp mặt. Tính xa hơn, đội tuyển Anh từng vào chung kết World Cup 1966 được tổ chức trên sân nhà và lên ngôi vô địch. Đó cũng là danh hiệu lớn duy nhất cho tới lúc này đội tuyển Anh có được. Hành trình vào chung kết Euro năm nay của thầy trò huấn luyện viên Southgate luôn mang tới cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ, vì họ là đội đầu tiên trong lịch sử Euro vào chung kết sau khi bị dẫn bàn ở 2 trận tứ kết và bán kết khi thi đấu với Thụy Sĩ và Hà Lan. Bàn thắng ấn định màn ngược dòng 2-1 của Ollie Watkins ở phút 90 cũng ghi nhận lần thứ 2 trong lịch sử vòng chung kết Euro có bàn thắng định đoạt trận đấu ở mốc thời gian này ở vòng đấu loại trực tiếp. Lần duy nhất trước đó diễn ra tại bán kết Euro 2008 khi Philipp Lahm ghi bàn giúp đội tuyển Đức vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 đúng phút 90 của trận đấu trên sân St. Jakob Park tại Thụy Sĩ. Trận chung kết Euro giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi bên cạnh những cuộc so tài của hai đội bóng lớn thì trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Euro năm nay có tới 5 cầu thủ đang dẫn đầu cùng với 3 bàn thắng. Tuy nhiên thì chỉ có 2 cầu thủ còn cơ hội nâng số bàn thắng của mình tại Euro, đó là Dani Olmo của Tây Ban Nha và Harry Kane của đội tuyển Anh. Quả phạt đền thành công gỡ hòa một đều ở phút 18 cho đội tuyển Anh đã đưa Harry Kane trở thành cầu thủ châu Âu ghi nhiều bàn nhất tại vòng knock-out các giải đấu lớn với 9 lần lập công. Điều này còn giúp anh cân bằng thành tích ghi 3 bàn tại Euro 2024 với Dani Olmo của đội tuyển Tây Ban Nha, và hứa hẹn sẽ là một cuộc đua hấp dẫn giữa hai cầu thủ này trong trận chung kết diễn ra vào ngày 15 tháng 7 trên sân vận động Olympic tại thủ đô Berlin. Trong danh sách cuộc đua vua phá lưới kỳ Euro này còn có những cầu thủ khác cũng có được thành tích 3 bàn, đó là Cody Gakpo của đội tuyển Hà Lan, Jörg Mikautadze của Georgia, Jamal Musiala của đội tuyển Đức hay Ivan Skrtel của Slovakia.
nhưng tất cả những cái tên này đều đã phải dừng bước. Vì vậy, cuộc đua vua phá lưới sẽ chỉ còn là màn so tài trực tiếp giữa Harry Kane và Dani Olmo mà thôi. Đội tuyển Hà Lan đã dừng bước tại Euro 2024. Tuy nhiên, các cổ động viên của đội bóng này đã gây ấn tượng mạnh tại giải đấu năm nay. Trước trận bán kết giữa đội tuyển Anh và Hà Lan diễn ra, thì một biển người màu cam đã khuấy động không khí ở thành phố Dortmund. 6 tiếng trước giờ bóng lăn, hàng chục nghìn cổ động viên Hà Lan đã tập trung ở quảng trường trung tâm. Họ mở tiệc từ sớm, âm nhạc, hát hò và cả pháo màu nữa. Không khí quá tuyệt vời. Tôi đoán Hà Lan thắng dễ 5-0. 4 tiếng rưỡi trước giờ trận đấu bắt đầu thì 100.000 cổ động viên Hà Lan bắt đầu tiến về sân Dortmund. Một biển người màu cam mà tôi chưa từng được chứng kiến trước đây. Vâng, và đây là không khí cổ vũ của cổ động viên Hà Lan trong trận đấu, cực kỳ cuồng nhiệt và rất là chuyên nghiệp. Một bàn thắng tuyệt đẹp, hoàn hảo. Hà Lan tiến lên. Với các cổ động viên của đội tuyển Hà Lan thì ngay lúc này đây, các cầu thủ của họ đã là những nhà vô địch rồi. Và có lẽ với các cầu thủ thì các cổ động viên của họ cũng là những nhà vô địch cổ động viên ở Euro năm nay. Vâng, tại kỳ Euro 2024 thì đội tuyển chủ nhà Đức đã bị loại bởi chính đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng tứ kết. Thế nhưng không phải vì vậy mà truyền thông Đức tỏ ra ác cảm với đội tuyển Tây Ban Nha, mà sau trận bán kết thứ nhất của Euro 2024 giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp kết thúc với chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha, thì lúc này báo chí của Đức cũng đã có những lời nhận xét vô cùng khách quan. Báo chí Đức ngày hôm nay, bên cạnh những phân tích trước trận Anh Hà Lan thì nổi bật nhất vẫn là chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội tuyển Pháp. Tờ Bild đã viết bàn thắng của Yaman chính là bước ngoặt của trận đấu. Thần đồng của Tây Ban Nha đã vượt qua Mbappe để đưa đội nhà vào chung kết Euro năm nay và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại một kỳ Euro. Anh sẽ đón sinh nhật lần thứ 17 trước trận chung kết một ngày. Chức vô địch có lẽ sẽ là món quà tuyệt vời nhất với Yaman trong năm nay. Chung quan điểm là tờ Sport của Tây Ban Nha. Họ gọi chiến thắng vừa qua là lịch sử. Lịch sử với đội tuyển Tây Ban Nha khi đội bóng có lần đầu tiên vào chung kết Euro sau 12 năm. Lịch sử đối với Lamine Yamal khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro. Trẻ nhất nhưng lại là nổi bật nhất. Bức hình Lamine Yamal đứng giữa các cầu thủ đàn anh này đã cho chúng ta thấy điều đó. Những trang báo của Pháp hôm nay tỏ ra tương đối nghiêm khắc với ngôi sao Mbappe. Tờ báo này chỉ chấm cho ngôi sao 25 tuổi 2 trên 10 điểm, một trận đấu mà Mbappe vẫn cho thấy tốc độ của mình nhưng khả năng dứt điểm thì đáng thất vọng. Với màn trình diễn chói sáng cùng với đội tuyển Tây Ban Nha tại kỳ Euro 2024 thì giá trị của Dani Olmo đã được nâng lên một tầm cao mới và chắc chắn là đội bóng nào muốn có anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay thì sẽ phải chi ra mức giá không dưới 60 triệu euro và lúc này thì Dani Olmo từ một người đóng thế đã trở thành một ngôi sao sáng của đội tuyển Tây Ban Nha. Có thể nói dường như chỉ khi trở thành người đóng thế, Olmo mới bật chế độ thể hiện mình và trở thành một cầu thủ rất có duyên với bàn thắng. Tại Euro lần này, khi được đá chính trước đội tuyển Albania, Olmo không thể hiện được gì. Nhưng đến khi được vào sân thay người ở trận đấu gặp đội tuyển Georgia, Olmo bắt đầu vụt sáng với một bàn thắng. Tiếp tục vào sân thay Petri ở trận gặp đội tuyển Đức, Olmo chiếm lĩnh sân khấu với một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn. Chính thức đóng thế Petri ở trận gặp đội tuyển Pháp, Olmo đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha. Số bàn thắng của Olmo tại Euro lần này đã nhiều gấp 3 so với Mbappe tại tất cả các kỳ Euro và phía trước vẫn còn cơ hội cho Olmo thể hiện duyên ghi bàn. Tại Euro 2024, nếu như đội tuyển Tây Ban Nha có Lamine Yamal thì đội tuyển Anh cũng có Kobbie Mainoo, một cầu thủ trẻ tiềm năng cũng rất biết cách tỏa sáng ở những trận đấu lớn và Anh cũng được báo chí châu Âu đánh giá rất cao ở những thông số quan trọng tại kỳ Euro lần này. Theo thống kê từ UEFA, tiền vệ Kobbie Mainoo của đội tuyển Anh đã thực hiện thành công 133 trong tổng số 138 đường truyền tại Euro 2024. Đạt tỷ lệ lên tới 96,38%.
vượt qua cả tỷ lệ đường truyền ấn tượng mà tiền vệ Arsen Vissen của đội tuyển Bỉ có được tại Euro 2020 với 96,06% để trở thành tiền vệ có tỷ lệ truyền bóng chính xác cao nhất trong lịch sử của giải vô địch châu Âu. Dù chỉ số của Maino tốt một phần vì cầu thủ này mới chỉ tham dự một kỳ Euro, thế nhưng điều đó cũng cho thấy khả năng bắt nhịp cực tốt của tiền vệ 19 tuổi trong lần đầu tiên góp mặt và thậm chí cũng không lâu sau khi Kobbie Mainoo có màn ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 3 năm 2024. Bukayo Saka có thể là người hùng giúp đội tuyển Anh lọt vào bán kết với cú đá luân lưu 11 mét chính xác. Nhưng ở môn golf thì anh ấy chẳng khác nào một gã hề. Số là trong buổi thư giãn của đội tuyển Anh với môn golf, Bukayo Saka đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không chỉ thực hiện một vài pha phát hụt bóng, anh còn bị vấp ngã trong khi đang di chuyển nữa chứ. Rất may là Saka đã chọn con đường trở thành cầu thủ chứ không theo nghiệp chơi golf. Đắm chìm trong thế giới nghệ thuật bóng đá ngoạn mục, Bảo tàng bóng đá Đức ở Dortmund đang trình chiếu chương trình đặc biệt hấp dẫn Emotion as a Football và hãy cùng khám phá cùng với phóng viên VTV. Bóng đá và nghệ thuật tưởng như là hai trường phái riêng biệt. Tuy nhiên, bóng đá lại là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật phát triển hơn. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một buổi triển lãm có sự kết hợp giữa nghệ thuật và bóng đá tại kỳ Euro 2024. In Motion Art and Football là một cuộc hành trình cá nhân xuyên không gian và thời gian, một tác phẩm nghệ thuật tổng thể diễn ra trong 18 cụm chủ đề về bóng đá với tổng cộng 175 tác phẩm nghệ thuật. Mỗi quốc gia tham dự Euro 2024 có ít nhất một nghệ sĩ đại diện vì một châu Âu đa dạng và thống nhất. 21 máy chiếu, 45 loa và 110 đèn định vị cùng với bề mặt chiếu khổng lồ, hệ thống gương và hệ thống âm thanh 3 chiều mạnh mẽ đã đánh thức mọi giác quan của người xem. Tôi thực sự được đắm chìm trong những tác phẩm trông sống động như thật. Quả là một buổi triển lãm đáng tận hưởng. Người hâm mộ có thể thoải mái nằm để theo dõi các tác phẩm. Ấn tượng nhất chính là màn thả từng sân vận động xuống sàn được trình diễn kết hợp vô cùng đẹp mắt. Người hâm mộ được hòa mình vào thế giới nghệ thuật bóng đá 45 phút trong thế giới ảo mà bạn sẽ cảm nhận như thật. Các pha bóng đá đã không lạ gì sắc vàng đen đặc trưng truyền thống của câu lạc bộ Borussia Dortmund. Người dân thành phố này rất tự hào về đội bóng quê hương, thế nên ngay cả một nhà hàng đầu con đường đi bộ dẫn đến sân bóng cũng mang đậm hương vị Borussia Dortmund. Và đây cũng chính là hình ảnh cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Đây là cửa hàng bánh mì Kebab Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngay cạnh fan shop của Borussia Dortmund. Nhìn từ bên ngoài, người ta đã có thể đoán được chủ quán là một fan của đội bóng vàng đen. Quán được trang trí với màu truyền thống của Borussia Dortmund, thực đơn cũng là màu vàng đen, và đặc biệt là chi chít các nhãn dán liên quan đến câu lạc bộ trên các vật dụng trong quán. Những nhãn dán ở đây là do các cổ động viên Dortmund đến mua bánh mì và họ dán lên đấy. Nói chung là đủ các thứ liên quan. Chúng tôi không thấy phiền mà cảm thấy rất vui về điều này. Và tất nhiên là các món ăn ở đây gồm có kebab và cả khoai tây chiên đều rất là ngon và giá cả phải chăng. Cửa hàng này mở cửa cả tuần trong suốt dịp Euro và nó cũng là địa điểm ghé đến thường xuyên của các fan trên khắp châu Âu.